Rồi, ok mọi người. Thì có một vị khách hàng, một em trai kêu anh ơi làm clip về hướng dẫn xử lý nấm rau đi ha. Rồi, ok mọi người. Thì nhớ anh em nào mà chúng ta đã từng chơi cá lâu thì chúng ta cũng đã từng nghe qua hoặc là chúng ta đã từng bị nấm rau, con cá của mình bị nấm rau mọi người ha. Thì nấm rau bản chất nó là một cái loại nấm, nhưng mà thật sự nó không phải là nấm nha mọi người nha. Nó giống như một cái dạng, một cái ký sinh, một con ký sinh, nó ký sinh lên cái rau con cá mình đó. Thì dấu hiệu nhận biết là chúng ta có thể xem ha, tức là cái rau con cá nó tự động nó mọc lên những cái mục nhỏ ha, nằm trên rau cá. Thời gian đầu thì nó chỉ bám trên đó, và một thời gian sau khi mà nó ăn bám rễ sâu rồi đó thì là nó sẽ làm cho cái rau con cá bị cong quẹo qua một bên đó, và nhiều hơn nữa nó sẽ mọc nhiều ra, và bị nặng hơn nữa nó sẽ ăn cục cái rau con cá luôn, ăn cục một đoạn từ từ mà nó sẽ ăn thêm ha mọi người ha. Thì nấm rau nó không có một cái thuốc đặc trị nào hết, không có thuốc đặc trị mọi người nha. Có những thuốc có thể đánh, nó có thể rụng cái nấm rau đó đi, hoặc là trước anh em hay sử dụng là đánh mê con cá và vuốt cái rau, nó cạo cái những cái mục đó đi, nhưng mà nó rất là dễ tái phát, nó rất là dễ bị lại mọi người ha. Cho nên á, nó là một cái loại rất là khó 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 để xử lý. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều anh em nghiên cứu rất là nhiều loại thuốc, từ là thuốc cho cá, rồi thuốc cho người, rồi thuốc da liễu này nọ rất là nhiều. Thì mỗi một người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau và một cái loại thuốc khác nhau. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến mọi chúng ta một cái loại thuốc. Đây em để trên hình này em ơi nha. Đó, em để cho mọi chúng ta xem. Đây là thuốc của người ha. Đó, thuốc về trị nấm ngoài da. Đó, vi khuẩn nấm ha. Đó, thì cái thuốc này á, thì anh em phải, chúng ta phải đánh mê được con cá. Chúng ta phải kết hợp với đánh mê con cá. Có một số anh em thì kiểu như tương tác với cá lâu lâu ngày á, con cá nó dạng và chúng ta có thể bắt con cá lên và bôi cái thuốc sẵn vuốt cái rau nó, nhưng mà cái thao tác đó, những cái hành động đó rất là khó để làm và rất là nguy hiểm, tại vì khi anh em bắt cá như vậy thì cá nó sẽ hoảng. Chúng ta không rành á, cá nó sẽ hoảng và rất là khả năng rất cao là nhảy ra ngoài. Cho nên là anh em chúng ta nên, cái cách mà ok nhất là chúng ta đánh mê cá. Đánh mê cá thì em sẽ đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, là chúng ta lùa cá vào bao rồi cho thuốc mê vào, một lần như vậy là 5 giọt đó. Thì chúng ta đợi khoảng 1-2 phút cho thuốc mê nó hòa tan trong nước, cho con cá mình nó mê, và chúng ta rờ nó thử, sờ nó thử. Nếu mà phản ứng của nó còn mạnh, nó còn khỏe quá thì tức là con cá mình chưa đủ mê, và chúng ta có thể cho tiếp 3 giọt đến 5 giọt nữa và chúng ta chờ tiếp. Như vậy thì nó sẽ con cá nó sẽ từ từ chứ không có bị sốc thuốc mê, không bị mê quá nhiều, tại vì mê quá nhiều nó sẽ coi như là nó đi luôn á mọi người nha. Thì cái này có nhiều anh em khi mà mua thuốc mê hỏi là một giọt thuốc mê thì xài cho bao nhiêu lít nước, thì cái này nó không có một cái định lượng chuẩn nào mọi người nha. Tức là tùy theo cái size con cá, tùy theo thể trạng con cá và tùy theo cái sức khỏe cá, rồi mỗi con cơ địa khác nhau nữa, cho nên là không có một cái thước đo nào chính xác để mà đo định lượng cho mọi người chúng ta. Chúng ta phải tự trải nghiệm và chúng ta thử từ lần mỗi lần ít 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 thôi. Khi nào cảm thấy con cá mình nó mê rồi, mình rờ nó không phản ứng mạnh nữa rồi thì chúng ta ok đó. Thì chúng ta lấy một ít thuốc, là một cái miếng bông gòn hay là miếng gì đó, miếng khăn giấy ướt hay gì đó, chúng ta chậm vào thuốc, chúng ta vuốt cái rau đó, vuốt hai cái rau đó mọi người nha, vuốt sạch đó. Làm như vậy thì nó sẽ hết, và có thể là vuốt 2-3 lần là xong, có thể là có nhiều con nó sẽ vuốt nhiều hơn. Và khi nấm rau nó lây ra đến cái càng của cá mọi người nha, lây ra đến càng cá hoặc là đuôi cá thì chúng ta có thể vuốt luôn, và cái thuốc này nó cũng hơi mạnh, cho nên là anh em trên thủ chúng ta vuốt nhanh, chúng ta thả thả cá lại ha. Đó, sau một thời gian 5-7 ngày chúng ta vuốt thêm một lần nữa ha. Mình làm vài lần như vậy thì nó sẽ ok. Tuy là cái cách này nó có hơi khó khăn đối với những anh em mà chúng ta chưa từng đánh mê cá ha, nhưng mà thật sự nó cũng không khó đâu.
anh em chịu khó, tại vì cái bệnh này nó hơi khó chịu, cho nên là anh em chúng ta chịu khó thì mới làm được ha. Đó thì còn một cái loại nữa thì bên em cũng từng xài, đó là Bovidin. Đó, Bovidin là cái thuốc mà khi mà anh em chúng ta bị vết thương hở, chúng ta hay bôi vào cho nó nhanh lành á. Thì cái đó nó cũng có cái loại là cái cũng có cái khả năng là sát trùng sát khuẩn mọi người nha. Thì nó cũng có hiệu quả đối với việc mà vuốt rau cá ha. Thì hôm sau em đang có một cái loại thuốc khác cũng được nhiều anh em chơi cá thân thích người ta đã dùng ok và người ta giới thiệu cho em để em chia sẻ với mọi người chúng ta. Và cái loại đó thì em đang trải nghiệm, em đang coi như là đang test xem nó có ok hay không. Và nếu ok, cái quan trọng á là nó hết rồi mà nó hết luôn, nó không có tái đi tái lại thì em mới dám giới thiệu cho mọi người. Chứ nếu mà đánh xong nó hết xong rồi lại nó bị lại thì nó rất là mất thời gian và tốn công sức của anh nhiều anh em. Và đặc biệt có một cái quan trọng nhất là không có gây đai cá. Đó, không có gây cho con cá nó đi luôn ha. Đó, cái quan trọng là cái sự an toàn, chứ mình chữa bệnh cho nó xong mà nó hết bệnh nhưng mà nó đi luôn con cá thì còn gì nữa, đúng không anh em? Đó, cho nên là hiện tại hai cái loại này là em đã xài rồi và em thấy nó ok. Đó, thì em giới thiệu chia sẻ với mọi người chúng ta ha. Tại vì con cá rồng mà cái râu nó bị cong quẹo hay là nó bị cục gì đó thì nó không có đẹp ha. Cho nên là anh em chúng ta, còn nếu anh em nào mà chúng ta thấy có những cái nào mà cái thuốc nào hay là cái biện pháp nào chữa nấm rau ok hơn, mọi người chúng ta cứ comment bên dưới chia sẻ với nhau, anh em mình cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau mọi người ha. Đó thì sắp tới em sẽ làm một cái chuỗi clip rất là nhiều clip chia sẻ về tất cả những cái loại bệnh cho cá rồng và cũng như là những cái clip chia sẻ về cách chăm sóc cá, cách xử lý nước, tất cả mọi thứ để chia sẻ đến mọi người chúng ta. Anh em là chúng ta cần làm clip về cái gì trước, chúng ta cứ comment bên dưới tương tác lại ha mọi người ha. Trước những cái kênh trước á, em làm rất là nhiều rồi nhưng mà vì một cái sự cạnh tranh không lành mạnh thì một số anh em họ họ phá mất những cái kênh YouTube, những cái kênh TikTok trước. Thì giờ em làm lại, mong được sự ủng hộ của rất là nhiều anh em, giống như ngày xưa ha, mấy chục ngàn subscribe. Đó rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì em sẽ cố gắng chia sẻ những hết những gì mà mình biết được ha. Rồi, ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye. Preview.